Tiếng chuông cửa nhà Huy cứ vang lên inh ỏi. Không biết là mới sáng sớm thế này thì ai lại bấm chuông như thế. Anh ể oải mà bước xuống giường rồi ra ngoài để mở cửa. Cánh cổng trong nhà vừa được mở ra thì một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nắm lấy tay anh mà hỏi dồn dập. Cậu cho tôi hỏi tối qua con Hằng nó có ghé nhà cậu không? Huy ngơ ngác mà lắc đầu. Không bác, à mà trưa qua cháu với Hằng có ăn cơm với nhau. Sau đó thì cháu đi làm rồi Hằng bảo là cô ấy về nhà mà bác. Người đàn bà bù loa mà than khóc. Ấy từ trưa qua đến giờ có thấy nó về đâu. Gọi điện thoại cho nó từ tối qua đến giờ, mới đầu thì máy có rung, sau đó thì thêu bao không liên lạc với nó được. Quỳ nhăn mặt. Là nhỉ, trưa qua ăn cơm xong thì cháu thấy cô ấy bình thường mà. Người phụ nữ ấy vẫn cứ khóc mà lấy điện thoại ra mà gọi cho con gái mình. Nhưng dường như bà ta tuyệt vọng vậy, khi điện thoại của con gái bà không thể liên hệ được. Người phụ nữ mất con như gục ngã mà ngồi bệt xuống đất khóc lóc, làm cho Huy cũng thấy cảm động. Kìa bác đứng lên đi. Người phụ nữ thấy Huy đỡ mình dậy thì vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn anh. Bà ta như suy nghĩ ra được điều gì mà đẩy Huy ra. Là cậu, hay là chính cậu đã làm gì con gái tôi? Người phụ nữ tự nhiên lao vào đánh đấm, cào xé người Huy, khiến cho anh cũng phải ra sức mà cản lại. Kìa bác, cháu với Hằng quen nhau từ hồi còn cấp 2. Cháu và cô ấy có mối quan hệ như bạn bè vậy thôi thì làm sao có chuyện gì xảy ra được. Giả lại nếu có gì thì làm sao cháu dám đứng trước mặt bác mà không chút run sợ như vậy. Những lời nói của Huy cũng không làm cho bà ấy ngừng khóc được. Huy lấy hết danh dự của một thằng đàn ông mà nói. Được rồi, cháu sẽ đi tìm Hằng với bác. Nếu ngày mai không thấy, cháu sẽ cùng bác khai báo công an. Huy không nói nhiều mà trở vào trong nhà khoác tạm chiếc áo khoác và dắt chiếc xe máy ra ngoài. Anh nhìn mẹ của Hằng mà nói tiếp. Cháu sẽ đưa bác đi tìm Hằng. Giờ này là hơn 7 giờ sáng, ấy cho nên là quán cơm, bún, phở mang bản hiệu Ngọc Ý rất đông khách. Một tô bún với giá bình dân 20k mà đầy ắp thịt khiến cho những người dân lao động của cái xã này thường xuyên đến quán mà ăn. Dù bún hay phở hay cơm trưa đều rất rẻ khiến cho khách khó tính nhất cũng phải ưng cái bụng. Một người đàn ông đã gần 60 tuổi, mặc đồ bảo vệ, đứng trước tủ kính đựng xương thịt của cô chủ quán mà chỉ chỏ. À miếng xương này nạc nè, cái miếng thịt này ngon nè, gấp cho tôi. Lão lúc này cũng vậy, khi nào cũng chỉ bảo cô chủ ý gấp cho bác phở mình miếng ngon. Mặt của ý có vẻ khó chịu vì người đàn ông đòi hỏi này, nhưng cô vẫn nghĩ khách hàng là thượng đế vậy. Lão nhìn bát phở rồi lại hỏi, thế bán nhiều thịt thế này lỗ thì sao? Ý mỉm cười mà lau đi giọt mồ hôi trên trán. Lỗ làm sao được hả chú? Quán con trước giờ là vậy, muốn là con thêm thịt, thêm xương, nên chú thấy quán lúc nào cũng đông khách mà. Ông chú cười hài lòng mà bưng bát phở ra chỗ cái bàn mà ngồi xuống ăn khen tới tấp. Đúng vậy, ý không hề tiếc với ai những gì cô bỏ thêm thịt vào mà bưng cho khách khiến ai cũng thích. Hôm nay cô bán hết số bún đã lấy nên vui mừng mà cười tủm tỉm. Ý bước đến bên cái tủ lạnh mà mở cánh tủ ra mỉm cười mà nói, thịt nhiều như thế này bán rẻ cho khách cũng không tiếc mà. Có tiếng xe máy đến, ý vội đóng tủ mà bước ra ngoài xem. Cô thấy người yêu cô là Huy cùng với một người phụ nữ bước vào. Cô mới tiến đến, chưa kịp hỏi thì Huy đã nói, đây là mẹ của Hằng, Hằng từ đêm hôm qua đến nay chưa về nhà nên anh phải đưa bác đi tìm. Em xem còn gì lấy cho bác ăn với nhé. Nét mặt của Ý hơi thay đổi, cô hỏi lại, thế anh ăn gì chưa? Huy lắc đầu mà nhìn Ý, cô cũng nhìn anh rồi nói khẽ, để em lấy cho cả anh ăn. Huy đi lại chỗ người phụ nữ trấn an bác ta vài câu. Ý nhìn mà nổi cáo, cô tiện tay lấy mấy miếng thịt ngon mà bỏ vào bát của người phụ nữ ấy. Miệng nhếch lên mà mỉm cười, cái nụ cười đểu rã, trở khanh mà không ai thấy. Tay bưng hai bát phở ra mà nói, bác và anh ăn phở nhé, bún thì dễ nuốt. Nhưng nay con hết sớm bún nên hai người ăn tạm phở nhé. Người phụ nữ nói khách khí vài câu nhưng rồi cầm đũa thì nước mắt bà lại trào ra mà không nuốt nổi gấp phở. Hai người khuyên dữ lắm thì bà ta mới ăn được một ít.
Ý sau khi nghe lại những gì Huy kể, cô mới nói: tối qua thì Hằng có đến quán con ăn cơm, cô ấy đi với một cậu trai trẻ, ăn xong rồi hai người rời đi. Không chừng cô ấy đi với cậu ấy cũng nên. Mẹ của Hằng hỏi dò rối rít, nhưng rồi cũng không tìm được chút manh mối nào. Huy thì sáng giờ chưa ăn nên đói bụng, ăn một lúc hai bát phở. Đến khi còn dài gấp thì ăn lấy đũa mà khều lên cọng tóc vàng trong bát phở mà đưa ra trước mặt Ý. Em cần để ý này, chứ khách mà thấy thì khó nói chuyện lắm đấy. Vẻ mặt của Ý tái xanh đi, cô lo sợ điều gì đó sẽ bị bại lộ, liền trả lời qua loa cho xong chuyện. Hai người rời quán Ý mà tiếp tục đi tìm kiếm, chỉ hy vọng là sẽ thấy Hằng. Mong rằng cô ta đang vui chơi nơi nào ấy mà quên lối về. Ý dọn rửa đống bát, cô hốt hoảng, vội nhặt lên một cái móng tay nơi đáy của một bát bún mà vứt nó xuống chỗ thoát nước, miệng lẩm bẩm: không được, hôm sau phải cẩn thận hơn mới được. Hai người ròng rã đi hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn không thấy Hằng đâu. Không có một chút hy vọng nào cả, bây giờ cũng chưa đủ hai ngày để mà trình báo công an nên chỉ biết mà đi tìm vậy thôi. Buổi trưa thì khách cũng đến lai rai mà ăn cơm quán của Ý. Thực đơn hôm nay có thịt kho hột vịt, thịt nướng và cá kho. Có canh bí hầm thịt bằm và xương rất ngon. Mọi người vào ăn đều khen thịt kho với thịt nướng hôm nay ngon, bảo Ý vớ được con heo ngon. Mọi người đi hết thì cô mới rời quán mà mua một hộp cơm ở quán khác mà ăn. Đang ăn thì có một vị khách đến, cô lấy cơm thịt kho cho khách rồi vào múc bát canh. Mới múc lên muôi đầu tiên mà Ý đã không kìm được mà bỏ cả nồi canh thơm phức chạy thẳng ra nhà vệ sinh mà nôn mửa. Vì thứ cô mới múc lên từ nồi canh là cái ngón chân cái. Cái ngón chân còn nguyên móng đã chín, lột hết da chân và các cơ thì đã co lại. Biết khách đang chờ nên Ý chỉ có thể nhanh chóng vào múc bát canh bí cho khách. Cô lại dứt bỏ cái ngón chân cái ấy xuống lỗ thoát nước, quay lại bàn cơm nhìn cái hộp cơm của mình mà không muốn ăn, nên lại vào trong bếp mà rửa chén bát. Đến tối, Huy và người phụ nữ ấy quay lại. Ý cũng bưng ra cho hai người hai phần cơm để ăn. Huy nhìn bát canh bí mà hỏi Ý: nay em hầm với đầu heo hay sao mà có cả mắt vậy? Ý gật đầu mà đáp: đúng anh, con heo này mắt hơi to nên em đã cắt ra một ít, anh ăn đi cho bổ. Huy gấp lấy con mắt đã bị bổ ra, chỉ còn con ngươi màu đen và phần ít màu trắng, bỏ vào miệng. Phọt một tiếng, Huy nhắm mắt mà thưởng thức con mắt nó ngon đến cỡ nào. Anh hài lòng khi thịt hôm nay nó dai dai, ngọt và rất ngon nên ăn hết dĩa cơm, hút sạch bát canh bí mà xoa xoa cái bụng. Mẹ của Hằng cũng phải ăn vài miếng để có sức mà tiếp tục mà tìm con. Thôi, bác về nghỉ đi, dù gì mai mình cũng phải tìm. Không thấy sĩ thì phải nhờ đến công an. Bác phải giữ sức khỏe để mà tìm cô ấy, chứ cả ngày nay mệt rồi. Ý khuyên răng mẹ của Hằng, bà ta chịu đồng ý mà để Huy đưa về nhà. Nhưng khi Huy vừa rời đi thì bà ta cũng mở cửa mà đi tìm con gái. Với bà lúc này một giây phút đối với bà rất quan trọng, lơ là một giây có khi lại gặp được con của mình thì sao? Nên mặc kệ bóng đêm và những cơn gió thổi, người phụ nữ ấy vẫn lang thang trên khắp nẻo đường mà tìm cho bằng được con gái của mình. Ầm vang một tiếng, Ý giật mình ngồi dậy. Cô thấy Huy vẫn bên cạnh mình nhưng dưới nhà bếp có tiếng thứ gì đã rơi xuống đất. Ý mở hết điện rồi đi xuống dưới nhà. Cô ngạc nhiên khi tất cả các túi thịt mà chiều nay cô đã xếp gọn trên ngăn đông đều đồng loạt rơi xuống đất. Ý lẩm bẩm chửi bậy mà phải xếp lại vào tủ. Gió từ đâu thổi qua gáy của cô khiến cho toàn bộ da gà của Ý dựng hết lên, sống lưng như lạnh buốt mà khiến cho tim cô đập mạnh. Ý ná thở mà đứng im tại chỗ, vì lúc này đây cô đang nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi qua đi lại trong khu nhà vệ sinh gần bếp. Tiếng guốc cao gót cứ lục và lục cục mà bước đi trên nền gạch, khiến cho Ý tò mò mà đưa mắt vào đấy. Trên tay cô túi thịt vẫn đang cầm và cánh tủ cửa lạnh cũng đang mở. Mắt cô nhìn vào căn nhà vệ sinh đang mở rộng cửa và bóng đèn không biết là ai đã mở. Một cái bóng dáng đi đôi cao gót mà cứ đi qua, đi lại. Chiếc áo màu xanh nhạt đẫm máu đỏ tươi cùng chiếc quần màu trắng cũng đã thấm đỏ vài giọt máu đi qua đi lại trong nhà vệ sinh. Mái tóc nó ngang vai nhưng che kín cả khuôn mặt đang cúi xuống đất mà cứ đi qua đi lại trong nhà vệ sinh.
Ý chợt há hốc miệng mà trợn tròn mắt khi cô nhận ra hình bóng ấy là Hằng. Phải, chính là Hằng. Cô ta đang đi qua đi lại trong nhà vệ sinh mà cúi đầu, tóc tai rũ rượi. Ý lúc này như người mất hồn mà đứng đờ đẫn ra đó. Cô đang mở miệng nhưng cổ họng như bị chặn lại mà không hét lên được tiếng nào. Ý, đêm hôm rồi còn đứng ngay ra đó là gì vậy em? Giọng nói của Huy kéo cô về hiện tại. Người của cô có thể cử động được và miệng có thể mở miệng nói. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Ý thì Huy cũng bước đến mà hỏi han: em sao đấy? Sao vẻ mặt tím tái vậy? Ý ấp úng mà đưa ra cái cớ: Con chuột. Huy mỉm cười mà xoa xoa đầu cô: thôi cất thịt rồi ngủ đi em, mai còn bán sớm. Tưởng gì em mà cũng sợ chuột nữa hả? Ý ngập ngừng mà quay lại phía nhà vệ sinh. Cô lại tiếp tục hoảng sợ khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng và bóng điện trong đấy cũng đã tắt tối đen như mực. Sáng hôm sau, Ý nghỉ tiệm mà đóng cửa quán. Huy cũng tìm đến nhà mẹ của Hằng cùng bà ấy tiếp tục đi tìm Hằng. Nếu chiều nay vẫn không thấy thì hai người sẽ đi báo công an. Ý điều khiển xe máy đi vào một con đường vắng vẻ, thưa thớt vài nhà người dân ở. Còn bao nhiêu là giường điều của người dân rất rộng nên đi mãi mới thấy được vài ngôi nhà có người sinh sống. Cô dừng lại mà gọi điện thoại cho một người bạn mà hỏi tiếp con đường đi đến nhà của ông thầy ấy. Ý lại tiếp tục chạy đi đến nhà của người thầy mà bạn cô đã chỉ. Rẽ vào một ngõ nhỏ, căn nhà gỗ của ông thầy nằm trong ngõ cụt. Mới dừng xe máy trước cửa nhà thì cô đã ngửi thấy mùi nhan nghi ngút từ trong căn nhà gỗ nhỏ bay ra. Thầy báo ơi, có nhà không thầy? Sau khi cô gọi vài lần thì một người đàn ông đã đứng tuổi, ăn mặc giản dị và râu tóc đã điểm màu muối tiêu bước ra mà cất tiếng: đứa nào đấy bay? Ý bẽn lẽn trả lời: dạ con là bạn của con tốt, nó giới thiệu con đến tìm thầy để xin giúp đỡ à? Ông thầy báo gật đầu: vì nói đến ai thì không biết, chứ con tốt là mối ruột của thầy nên thầy báo rất biết. Thầy mở rộng cửa và bảo Ý vào nhà. Cô vâng dạ rồi bước vào nhà. Cô ngồi xuống bên bàn uống trà mà vẫn thấy thầy báo đứng trước cửa. Thầy báo lúc này ánh mắt đang chăm chăm nhìn về phía trước mặt vì ông đã thấy một cái bóng mặc áo màu xanh nhạt, tóc tai rũ rượi đang đứng trước cửa, không dám vào nhà mà nhìn theo hướng của cô gái đang ngồi trong nhà. Con ma dường như không sợ ông thầy báo, nó đứng im trước cửa mà nhìn chằm chằm Ý. Nó cũng không bước vào trong nhà vì biết không đủ pháp lực chống chọi với lực lượng trong nhà ông thầy. Ông thầy báo cũng không nói gì nó mà chỉ bước quay vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Ý mà cất tiếng hỏi: thế đến đây nhờ thầy việc gì? Ý nhấp chén trà mà bắt đầu kể. Cô kể một câu chuyện không hề có thật. Sáng hôm trước, gần nơi con bán có một vụ tai nạn xảy ra. Một cô gái còn rất trẻ nhưng không may chết ngay tại chỗ. Cô ấy chạy xe khá nhanh theo đám bạn đua đòi, nên khi đứng xem con có buông lời nói chế giễu cô gái ấy. Đến tối khi con xuống nhà bếp thì con thấy cô ấy cứ xuất hiện trong nhà vệ sinh, cứ đi qua rồi đi lại thầy ạ. Tuy cô ấy không làm gì con, nhưng con rất sợ nên đến đây xin thầy có biện pháp gì giúp con, bảo vệ con với thầy ạ. Ông thầy nhìn nét mặt của con ma ngoài cửa có vẻ giận dữ khi có người nói sai sự thật. Ông thấy rằng nó cũng mới chết nên chưa có thể đủ sức mạnh để đụng đến con người, chỉ có thể hù dọa để người khác sợ. Hồn ma của Hằng đứng đó mà nhìn Ý, mắt của cô to trợn lên trắng giả mà dữ tợn nhìn Ý. Ông thầy nhận biết mọi chuyện không phải như lời Ý đã kể, ông định bụng sẽ không giúp chị Ý. Nhưng Ý rất hiểu chuyện, cô đánh vào tâm lý của ông thầy, cô lấy ra trong túi một cọc tiền lớn để trước mặt ông thầy báo. Ông thầy báo thấy cọc tiền lớn ấy thì mắt phải của ông nó giật giật mà trong lòng không cưỡng lại được. Ông nhìn lại hồn ma của Hằng thấy cô ta cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Ông thầy vẫn tham lam mà cầm lấy cọc tiền lớn, cho vào túi. Ông vào trong phòng mình, lấy ra một tấm linh phù đã được gấp gọn, bên ngoài đã được ép giấy bóng mà đưa cho Hằng mà nói: thấy con tội nghiệp nên ta giúp, nhưng con hãy nghe ta nói đây. Con gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy, sẽ không bao giờ thay đổi được những gì con đã làm. Thôi, cứ yên tâm, có tấm bùa này không có con ma, con quỷ nào dám đến gần con đâu. Ý cầm lấy tấm bùa nhưng cô vẫn thắc mắc mà hỏi:
sao thầy không bắt nó giúp con? Ông thầy báo lắc đầu mà trả lời, nó chắc hẳn chỉ ở nhà con, nó không theo con được, nên con chỉ cần mang tấm bùa này, tự khách sẽ dần diệt trừ được nó. Ta biết nó chết oan nên sẽ không bắt nó. Thôi con về đi. Ý đứng dậy chào thầy rồi lấy xe ra về. Về đến nhà thì đã gần trưa. Cô biết là có chuẩn bị sẽ không kịp, nên hôm nay cô quyết định sẽ đóng cửa mà nghỉ. Ý cầm chặt lá bùa mà khép đôi mắt vào để ngủ một giấc. Cô choàng tỉnh khi nghe tiếng bát dĩa dưới nhà kêu loạn choạng. Một số bát kêu lên inh ỏi khi bị rơi xuống đất. Ý biết đó không phải là chuột hay con vật gì. Cô cảm thấy sợ hãi mà kéo lấy cái chăn chùm qua đầu mình. Mặc kệ dưới bếp đang lộn xộn, cô vẫn cố bịt tai, nhắm mắt như không nghe thấy gì vậy. Mở mắt ra thì trời đã tối, tiếng đập cửa dưới nhà vang lên. Ý ngồi dậy mà đi ra mở cửa. Cô liếc nhìn xuống chỗ gian bếp mà thoáng hoảng sợ khi bát dĩa của mình đã rơi hết xuống đất, dở tan tinh trên sàn nhà. Điều làm cho Hằng càng thêm sợ hãi là cô thoáng thấy bóng dáng của Hằng đang đứng đó, nhìn cô mỉm cười. Cái nụ cười nửa miệng nó ma mị và kinh dị làm sao. Trên người Hằng không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ tươi, cứ thế mà tuôn trào xối xả, ướt đẫm sàn nhà, nhuộm đỏ xé vụn vỡ chén bát dưới sàn nhà. Cô lúc này thở dốc nặng nề, cô không thể hét lên được tiếng nào cả. Hằng bỗng chốc biến mất tích vì tiếng đập cửa ngoài kia vẫn gọi réo liên tục. Ý cố giới lấy cái nắm cửa mà mở ra. Cánh cửa được mở ra là lúc Ý ngất đi vì hoảng sợ. Cô may mắn được Quy đỡ lấy mà đưa lên phòng nghỉ ngơi. Ý tỉnh lại sau hơn một tiếng, cô không thấy Quy đâu, chỉ thấy người mình đang nóng sốt bừng bừng và đang nằm trên giường. Cánh cửa phòng được mở ra, Quy mang vào một bát cháo nóng mà đút cho Ý. Em sốt thì phải biết lo cho sức khỏe mình chứ, làm gì để dưới bếp bề bộn thế, nhà có chuột thì bẫy nó đi. Để ngất đi thế này, anh không đến thì ai lo cho em đây? Ý bật khóc, cô ôm lấy anh mà thúc thích. Em sợ lắm anh ơi, nhà em có ma. Quỳ nắm chặt tay cô mà trấn an. Em mê sẵn rồi, nghỉ đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bên phía công an gọi. Họ cần lấy lời khai, cho nên Huy phải đi đến đó. Anh đặt Ý nằm xuống mà nói, em nghỉ đi, anh đi lát anh quay lại. Ý ôm lấy anh mà không muốn rời xa anh, cô khóc lóc. Không, anh ơi, đừng bỏ em một mình. Huy đành phải mang Ý đi cùng, xong việc anh đưa cô về nhà rồi hâm lại nồi cháo cho nóng. Em ăn đi. Huy vừa thổi, vừa đút cho Ý ăn. Chắc tại vì cả ngày nay cô đói bụng nên ăn hết bát cháo ngon lành. Ý mỉm cười hỏi, cháo anh mua hả? Quy lắc đầu, không, anh nấu đó. Anh lấy thịt trong tủ ra nấu cho em ăn đấy. Ý nghe đến đây thì ruột gan cô lộn xộn cả lên. Cô không kịp nói gì mà chạy vào nhà vệ sinh trên phòng nôn sạch hết bát cháo. Quy ân cần, sao thế em? Ý sau khi đã nôn thì thấy đỡ hơn nhiều. Cô đi ra nằm xuống nghỉ ngơi và bảo Huy mua cháo ngoài quán vì cô thích ăn ngoài đấy hơn. Huy đi rồi, cô điện thoại cho ông thầy báo mà kể lại mọi chuyện. Cô xin thầy giúp làm sao để cô không còn nhìn thấy con ma ấy nữa. Thầy báo thở dài mà đáp, thế thì con hãy cởi tấm bìa trên lá bùa ra, dùng ngọn nến đốt cháy tấm linh phù mà hòa ra với bát nước giếng mà uống. Lúc đó con sẽ không còn thấy nó nữa. Ý sau khi tắt máy cô liền làm theo lời thầy. Cô uống đến đâu thì trong ruột cảm nhận nó mát đến đấy. Cô thấy mình hết sốt cao và người đã khỏe hẳn. Bát cháo bên ngoài mà Huy mua về Ý ăn hết sạch nên làm cho Huy rất vui. Huy và cô trò chuyện với nhau, anh kể rất nhiều về chuyện của Hằng, khiến cho Ý thay đổi thái độ không vui. Cô hỏi anh, anh có tình cảm với Hằng sao? Huy không giấu, anh khẽ gật đầu. Cô ấy mất bố từ sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Tình cảm anh dành cho cô ấy là thương mến, một chút thương hại. Cô ấy cũng rất yêu anh, nhưng anh không muốn vì anh có em. Ý khẽ mỉm cười mà hỏi tiếp, thế có bao giờ anh suy nghĩ sẽ từ bỏ em để đến với cô ấy chưa? Vẻ mặt Huy trầm xuống, anh nhìn Ý mà đáp, những lúc em giận hờn hay ta cãi giả, cô ấy luôn bên anh,
Đôi khi anh muốn chạy đến bên cô ấy để quên em, nhưng anh không làm được. Ý mỉm cười, cô thấy mọi thứ đang được đà nên hỏi tiếp. Anh đã phản bội em chưa? Huy im lặng, anh không trả lời cũng không làm gì. Im lặng là có. Ý vừa cười vừa nói khiến cho Huy càng lặng im. Anh thở dài mà nhìn Ý. Anh xin lỗi. Huy đứng dậy mà bước ra về, vì trong giờ phút này anh không dám đối mặt với Ý chút nào cả. Ý vẫn ngồi đó, vẫn mỉm cười mà lòng chua xót. Cô khẽ nói chỉ mình cô nghe thấy. Mày quyến rũ người tao yêu nên mày phải chết. Sáng hôm sau Ý xuống dưới nhà bếp mà dò dẫm từng bước. Cô lại sợ mình sẽ gặp con ma ấy nên từng bước đi xuống. Khi thấy không có gì thì cô yên tâm lấy xương và thịt ra hầm. Cô nhìn thịt trên cánh tay đang dần tóc ra hết mà lòng cô hả dạ. Cô không hề cảm thấy kinh tởm, chỉ thấy quyết định của mình là đúng. Cảm ơn các bạn đã sau khi lọc hết thịt trên hai cánh tay thì Ý chặt nhỏ từng khúc xương mà cho vào nồi hầm. Hoặc có thể xem những cô tận hưởng ngửi cái mùi thơm của thịt bắt đầu đang lan tỏa mà thỏa mãn hít hà. Lại một ngày trôi qua, quán cô đông nghịch khách. Cả ngày nay cô không còn nhìn thấy hồn ma của Hằng nữa, nên cũng an tâm mà tập trung buôn bán. Bên phía công an vẫn đang điều tra, lấy hết lời khai của Ý và Huy nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Huy cũng không gặp mặt Ý, anh chỉ nhắn tin cho cô hỏi thăm mọi thứ. Nhưng Ý vẫn tha thứ cho anh vì cô bảo người đã mất đi rồi, nên cô sẽ không suy nghĩ đến chuyện đấy nữa. Tối nay như thường lệ thì Ý sẽ chuẩn bị một số đồ để mai còn bán quán. Thì một người thanh niên bước đến bên cạnh Ý mà hỏi: em không sao đấy chứ? Ý liếc mắt nhìn mà đáp: công an không tìm ra bằng chứng gì cả, anh yên tâm. Người thanh niên ấy ngồi xuống ghế mà nhìn Ý, anh ta lại nói: thế nó còn về hù dọa em không? Ý lắc đầu mà không đáp. Cô quay lại nhìn người thanh niên trước mặt mà nói: mọi chuyện xảy ra, anh quên đi. Người thanh niên ấy đối diện với Ý mà hỏi tiếp: anh muốn biết cái xác em giấu ở đâu? Ý lắc đầu mà trả lời: anh không nên biết. Tại sao? Ý lắc đầu: Tú à, anh chỉ cần giữ bí mật em đã đánh nó chết là được. Anh đừng hỏi nữa có được không? Tú nhìn ánh mắt của Ý đang long lanh ở nơi khóe mắt đang ngấn giọt lệ. Anh mới buông ra mà ngồi xuống nhớ lại mọi thứ. Lúc ấy đã gần 9 giờ tối, anh muốn gặp Ý nên mới đến nhà cô. Khi anh vào thì thấy mọi thứ yên tĩnh nhưng những tiếng bôn bốp cứ thế vang lên nơi gian bếp. Tú đi vào thì ôi thôi, Ý đang ngồi trên người một cô gái mà cầm chặt cái chày đang đẫm máu. Ý không ngừng liên tục mà dùng chày gõ đôm đốp vào đầu cô gái ấy. Cô gái xấu số đã nằm im trên sàn nhà, tóc tai hòa lẫn cùng màu máu đỏ dính bệt lại với nhau. Ý thì như một con điên, cô cứ nện từng cú chày trời giáng vào đầu nạn nhân, mặc kệ cho máu phun ra ướt đẫm cả gương mặt hung dữ của mình. Ý, em dừng lại đi. Tiếng của Tú vang lên làm Ý dừng tất cả động tác lại. Cô đưa đôi mắt mơ hồ mà nhìn Tú, chợt nhận ra bộ dáng của mình đang phơi bày trước mặt Tú. Cô vội ngồi bệt xuống đất mà than khóc. Tú chạy đến mà ôm ghì lấy Ý. Trong lúc này anh muốn an ủi cô, muốn che chở cho cô. Mặc dù anh biết mình đang che giấu cho một tội phạm giết người, nhưng không, vì yêu cô anh có thể làm tất cả. Tú nhìn Ý mà nói: anh luôn bị ám ảnh với cái hình bóng của cô gái ấy. Anh chỉ muốn biết em đã làm gì với xác của cô gái ấy. Ý không trả lời, mà nói đúng hơn cô cũng không biết trả lời như thế nào. Chả lẽ lại bảo em dùng để làm thịt mà bán quán ăn hay sao? Cô nhìn Tú, nắm chặt lấy đôi tay rắn chắc của anh. Anh yên tâm, em đã giải quyết xong. Chỉ cần anh giữ bí mật cho em, ta sẽ không bị phát hiện đâu anh. Tú ghì lấy tay của Ý mà nói: anh không muốn em như thế. Đừng vì một người không thương em mà làm bản thân mình khổ, làm điều thất đức như vậy. Ý dùng hai tay mà ôm lấy đầu mình. Cô hét lên: chứ bây giờ anh muốn em ra đầu thú? Anh muốn em bị còng xiềng xích hay sao? Tú đáp: anh muốn em quên đi thằng đó, muốn em quên đi mọi chuyện, cùng anh về quê ta sống cuộc sống mới. Đời này em và anh làm việc ác thì chắc chắn sẽ bị trừng trị.
nhưng ta phải tiếp tục tìm cách sống cho tháng ngày còn lại chứ. Nếu giờ em tiếp tục đến với thằng đó, rồi đến lúc nó lại phản bội em quen đứa con gái khác, chả có lẽ em lại giết chết người ta nữa sao? Tú thấy Ý đang im lặng nên anh tiếp tục nói. Em định nhờ ông thầy báo giải quyết mọi vấn đề sao? Linh hồn nó trong ngôi nhà này, nó sẽ không tha cho em đâu. Nghe anh, theo anh, ta làm lại từ đầu. Ý khóc ròng mà nhìn Tú đang đưa bàn tay như đang chào đón mình ở một tương lai mới. Cô do dự mà nhìn về phía của Tú, vẻ mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ. Nhưng trái tim cô chỉ rung động trong một khoảng khắc nào đó, tiếng điện thoại tin nhắn như kéo cô về thực tại. Là tin nhắn của Huy, anh nhắn để hỏi thăm cô. Mặc dù anh ta có tính trăng hoa nhưng tình cảm anh dành cho cô là rất thật lòng. Ý nhìn dòng tin nhắn hỏi thăm mình đã ăn tối chưa thì nét mặt cô khẽ thay đổi mà nhìn về phía của Tú. Tú nhìn vẻ mặt và tay của Ý đang cầm điện thoại anh chợt hiểu ra và nét mặt cũng có phần thay đổi. Vẻ mặt anh bỗng dữ tợn nhìn Ý mà nói lớn. Em không thể nào ngừng suy nghĩ đến thằng đấy được sao? Ý lắc đầu, cô tỏ vẻ cho rằng câu nói của Tú là đúng. Ở bên nó em sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Tú hét thẳng vào mặt của Ý, mặc kệ cô đang nghĩ gì thì anh cũng phải nói ra suy nghĩ của mình. Ý cảm thấy khó chịu, cô cũng không chịu thua mà hét lớn. Anh đi đi, tôi đâu cần anh quan tâm đến đời sống của tôi. Cô vừa hét, vừa đẩy Tú ra khiến anh phải dùng sức mà ghì chặt cô lại. Anh lại nói, em điên sao? Nếu như hắn ta biết em là một kẻ giết người thì hắn ta sẽ làm gì? Hắn sẽ bao che cho em như là anh, hay là sẽ bắt em ra dòng pháp luật? Em phải suy nghĩ chứ. Ý nghe đến đây, ánh mắt cô hoang dại, cô nhìn Tú mà đáp. Thế anh cũng định cho mọi người biết là tôi là kẻ giết người sao? Tú suy nghĩ một lúc, anh tự biết là Ý rất yêu Huy. Thế nên cho dù anh có nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không từ bỏ thằng đó mà đồng ý với mình. Nên anh đưa ra lý do để kéo cô về với mình. Nếu em không đồng ý đi cùng anh thì anh sẽ ra trình báo công an hết tất cả mọi chuyện em đã làm đó Ý. Ý nhìn vào nét mặt của Tú thấy ánh mắt anh dường như không phải nói dối, làm nét mặt cô có chút hơi sợ hãi. Cô quay đi, lại gần chỗ bình nước, cô rót một cốc nước mà uống sạch. Sau đó bình tĩnh mà bu ốc đến bên cạnh của Tú mà nói với anh. Anh đã hứa chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà, nên anh không được nói cho ai biết cả. Nét mặt của cô thay đổi nên Tú cũng buông lỏng khi thấy Ý xà vào lòng mình. Cô dựa đầu vào ngực anh mà thủ thỉ. Em suy nghĩ kỹ rồi anh à, tại sao em lại phải yêu một người mà họ chỉ thương hại mình thôi chứ? Anh thấy em nói có đúng không? Tú nghe Ý nói, anh gật đầu mà đưa tay ôm chặt lấy cô, anh cũng nói. Em chỉ cần suy nghĩ vậy thôi là đã biết những lời hắn ta nói với em đều là giả dối rồi. Vẻ mặt của cô có chút thay đổi khi nghe thấy Tú nhắc về người mình thương. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt cô lại xuất hiện, cái nụ cười mà đêm ấy trước lúc ra đi Hằng đã được thấy từ chính vẻ mặt của Ý. Cánh cửa được đóng lại, hai thân thể quấn lấy nhau để hòa vào tình ái. Tú vui vẻ hạnh phúc khi lần đầu tiên anh được chạm vào thân thể của người mình thương. Cuộc chiến sinh tử trên giường khiến cho Tú mệt nhoài mà nằm ngủ trên giường của Ý, anh ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Chỉ có Ý là rời khỏi giường, cô khẽ bước xuống gian nhà bếp mà vớ lấy con dao mà mình thường hay thái thịt. Bước thật chậm mà chuẩn bị sẵn cái khăn đã tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi của Tú. Cô dùng sợi dây thừng trói chặt chân tay của anh sau khi anh đã ngất lịm. Để đề phòng thì Ý còn nhét tấm vải vào miệng của Tú mà an tâm đưa con dao sắc nhọn lên trên cổ của Tú. Ánh mắt hung dữ hơn cả mụ phù thủy trong cổ tích mà nhìn về phía của Tú. Cô mạnh dạn mà cứa mạnh một đường trên cổ của Tú khiến cho anh đau quá mà bừng tỉnh. Tú mở mắt thấy mình đang bị trói và miệng bịt kín thì không thể làm gì được. Chỉ biết ú ớ lên vài câu mà thôi. Máu từ trên cổ anh chảy xuống thành dòng mà loang hết người. Vết thương hở một miếng cắt dài khá sâu khiến cho Tú bật khóc vì quá đau đớn. Ánh mắt anh đỏ ngầu mà nhìn Ý, cái ánh mắt như gian xin cầu cứu. Ý lúc này đã bật khóc nức nở, cô buông bỏ con dao ra mà chắp tay trước mặt Tú. Tôi xin lỗi anh.
Nếu anh không hù dọa tôi thì tôi đã không làm như thế. Chỉ có thể giết anh thì mọi chuyện tôi đã làm sẽ không ai biết. Tôi với anh Huy có thể đến với nhau. Xin lỗi anh. Ý gào khóc lên dữ dội mà cầm lại lấy cái dao nhọn. Cô nhắm mắt mà đặt nơi vị trí của vết thương ấy. Tú ú ớ như gào thét gian xin. Anh cố giãy giụa nhưng tay anh đã bị trói ở đầu giường mà không sao thoát được. Ý dụng về mà đặt con dao trên cổ của Tú. Vì anh giãy giụa ấy cho nên là vết cứa thành ra nhiều đường càng làm anh thêm đau đớn. Ý hét lên một tiếng mà dùng sức cứa mạnh vào cổ của Tú khiến cho anh giãy lên đành đạch vài cái gì cuốn họng đã đứt. Máu phun như tia nước mà bắn hết lên mặt của Ý, nhưng cô vẫn hồn nhiên mà cứa thêm vài cái nữa. Cho đến khi cô cảm nhận Tú đã nằm im và trợn tròn mắt thì cô mới dừng lại. Một lần nữa cô ngồi bệt xuống đất, điên dại, mặc kệ cho những vết máu đang dính loang lổ trên đầu tóc của mình. Cô vẫn ôm đầu mà khóc dữ dội. Cô mở to mắt nhìn về phía thi thể của Tú đang ngồi trên giường mình mà đã chết. Cô nhìn lại hiện trường mà mình đã gây án thì trong đầu mông lung suy nghĩ đủ điều. Tại ai chứ? Tại ai mà mình trở thành kẻ sát nhân, thành đứa máu lạnh, đã giết chết hai mạng người? Tại ai chứ? Tại ai mà người đã dành hết tất cả tình thương cho mình cũng bị mình giết chết? Có phải vì tại một người vô tâm phải không? Ý mệt nhoài người mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì trời lúc này đã quá nửa đêm. Cô nhìn về phía của Tú, mắt anh ta vẫn trợn trắng và máu trên cổ dường như đã ngừng chảy. Ý biết mình phải làm gì nên đành đứng dậy mà lôi xác của Tú xuống dưới phòng vệ sinh mà tiến hành lóc da thịt anh như cô đã từng làm với Hằng. Ý bật khóc khi cô nhận ra mình không còn bản tính con người nữa. Cô đã biết giết người, lóc thịt, chặt xương một cách máu lạnh. Nhưng vì đã lỡ phóng lao nên cô phải theo lao đến cùng. Cô khóc vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao, bởi vì cô biết nhân quả nó sẽ không chừa một ai cả. Tờ mờ sáng là lúc Ý cũng hoàn thành xong mọi thứ. Thứ gì cần lau chùi, cô đều làm xong. Thứ gì cần phi tang cô cũng mang ra cái cầu gần đấy mà ném xuống. Ý khá yên tâm vì cô biết Tú sống có một mình, bố mẹ anh ta ở ngoài quê. Vì mưu sinh nên anh lên đây để lập nghiệp. Cô không lo sợ sự mất tích của anh ta sẽ bị ai đó phát hiện. Và nếu anh ta có tìm về thì cô cũng an lòng vì đã có bùa của ông thầy báo. Mọi chuyện chả ai biết, cũng chả ai hay cả. Cô cứ sống ung dung ngoài dòng pháp luật, vẫn cứ buôn bán đắt hàng và không lo bỏ vốn nhiều như ngày trước nữa. Cô và Huy cũng đã quay lại với nhau, hai người dành cho nhau nhiều yêu thương hơn. Họ dự định cuối năm sẽ ra mắt hai bên gia đình và cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Mỗi lần nhìn khách ăn mà ruột gan cô nôn nao. Cái cảm giác tuy không ăn nhưng biết đó là thịt người nó vẫn còn kinh dị làm sao. Nhưng mà mặc kệ, vì đồng tiền và đây cũng là cách cô phi tang hai cái xác nên cô cũng kìm nén mà tiếp tục. Trả mạng cho anh. Mày giết tao, mày phải chết làm nô lệ cho tao. Ý thấy mình đang ngồi trong nhà vệ sinh, chân tay bị trói chặt và trước mặt mình là hình dáng mơ hồ của hai người mà cô đã giết. Hằng thì tóc tai rủ rượi che kín cả khuôn mặt đang nhếch miệng cười mà nhìn chằm chằm vào mặt của Ý. Cô ta đưa ra bộ móng tay dài sắc nhọn đến trước cổ của Ý mà cái miệng nhếch mép ấy vang lên tiếng nói gian vọng khắp căn nhà. Mày giết tao, rồi mày sẽ phải chết thảm thiết hơn tao. Bên cạnh Hằng là Tú, vẻ mặt anh ta buồn thiêu nhưng khuôn mặt đã tái nhợt đi, hiện lên màu xanh nhạt. Mắt anh ta dần trợn tròn mà nhìn về phía của Ý. Nhé răng mà gầm gừ. Bội bạc, nhẫn tâm. Theo anh phải lấy mạng em. Cả hai người lao vào mà cấu xé Ý ra thành từng mảnh. Người cô như tờ giấy rách bị cào xé bay cả da cắt thịt. Cô cố gào thét nhưng rồi bị hai người họ lôi kéo, dùng sức mà cắn xé cô. Ý hét lên gian dội mà ngồi bật dậy. Cô thở dốc mà nhìn mọi thứ xung quanh. Tim cô đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, nhưng cũng bình tĩnh lại vì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Giấc mơ quá kinh khủng khiến cho Ý cảm thấy bất an. Cô tỉnh dậy mà quyết định đến nhà ông thầy báo. Nhà ông thầy vẫn tỏa ra mùi nhang khói như ngày ấy, chỉ có khác là lần này mặc kệ cho Ý có gõ cửa, gọi rát cổ họng thì thầy cũng không ra mở cửa cho cô.
ý cố chấp vòng ra đằng sau mà leo rào vào nhà ông thầy báo. Thấy ông ta đang tưới cây sau vườn mà vui mừng. Thầy, con thấy thầy rồi, xin thầy cứu con. Ông thầy lắc đầu mà trả lời, ta không thể giúp con được nữa, về đi. Ý nghe vậy thì quỳ rạp xuống đất mà cầu cứu, con sợ lắm, thầy giúp con đi. Ông thầy báo bước vào nhà mà nói giọng ra, về đi, quả báo sẽ sớm đến với con, đừng tìm ta sẽ không nương tình đâu. Ý nghe thầy và hành động quả quyết của thầy thì đành về nhà mà trong lòng nóng rang như lửa đốt dậy. Gắp nhiều thịt vào người đẹp ơi. Tiếng ông chú cứ nỉ nã bên tai làm cho Ý khó chịu mà quát, này, tôi là chủ chứ không phải là ông mà cứ đòi nhiều thịt vậy. Ý quay lại mà múc miếng nước lèo để bỏ vào bát bún. Cô chợt cứng đơ người mà đánh rơi cả bát bún. Này, mặc dù tôi hay đòi hỏi nhưng thái độ của cô như thế là thế nào? Không cho ăn còn ném luôn bát bún vằn mặt tôi à? Bát bún rơi hết xuống đất thì lão ta cứng đơ hàm miệng mà không thốt được lên lời. Vì dưới đất, lẫn trong vài sợi bún là một cái tai. Đúng là một cái tai người nằm đó, nói đúng hơn là nó nằm trong bát bún của chủ quán đã lấy cho lão. Lão lúc này đầu óc quay cuồng, miệng của lão động được mà la lên. Là thịt người, bớ làng nước ơi nó bán bún thịt người. Ý đờ người khi nghe tiếng tri hô của ông lão. Lão ta kéo tay Ý ra ngoài mà hô hào, Mọi người ơi, cái con chủ quán này nó bán thịt người đấy. Mọi người xem trong bát bún hay bát phở có thịt gì trên cơ thể người không nhé. Mọi người nhao nhao mà nhìn lại tô bún hay tô phở trước mặt mình. Một số mối ruột đứng dậy đập bàn mà chỉ lão già quát, này lão kia, lão định ăn quỵt nên mới nói bậy bạ như vậy chứ gì. Chứ tôi đã ăn ở đây từ lúc mẹ cô ấy còn bán, đến khi bà ấy mất truyền lại nghề cho con của bà. Lão định nói như thế hạ nhục uy tín quán người ta chứ gì. Lão già đôi co mà cãi với mấy người đàn ông. Ý chỉ biết đứng đó mà bật khóc. Cô lo sợ rằng nếu giờ cô bỏ chạy vào phi tang vật chứng thì mọi người sẽ cho là cô chính là bán thịt người. Còn nếu cô đứng đây thì... Này, cái bọn trẻ tuổi chúng mày đừng có mà cậy đông ăn hiếp tao. Không tin thì chúng mày cứ vào xem cái bát bún còn dương dãi dưới đất kia kìa. Ông lão mặt đỏ tía tai mà dinh cổ nói lớn. Một người đàn ông nhanh chóng xông vào thì bị Ý can lại. Chú à, đừng vào. Hôm nay con miễn phí cho mọi người. Thôi mọi người ăn xong rồi cứ về, nay con tặng hết. Người đàn ông kia đáp, cháu không phải vì một lão già đê tiện mà làm vậy. Mọi người cùng tôi vào làm chứng. Một số người cũng khá bức xúc, đám còn lại thì tò mò mà cũng đi vào. Ý can ngăn không kịp, cô ngồi đó mà òa khóc, mặc kệ cho mọi người đang vào vật trần bí mật của cô. Có cái gì đâu mà ông bảo là cô ấy bán thịt người. Người đàn ông mối ruột nhìn ông lão mà nói. Ông ta ngơ ngác mà lại gần cầm cái mảnh vỡ của cái bát lật tới lật lui mà vẫn không thấy cái tai lúc nãy ông đã thấy đâu. Mọi người rầm rộ chỉ mà cho rằng lão ta ăn quỵt nên giờ trò. Ý nghe mọi người nói thế thì cô ngưng khóc mà bước vào. Một số người đi đến an ủi cô rồi bước ra ăn tiếp. Ý cũng đi vào nơi gian bếp. Lão già thấy cô thì vẻ mặt ngơ ngẩn, không biết phải nói gì. Lão ta đành bỏ đi ra về. Sau lưng lão là những lời nói trách móc và xiên xỏ. Ý dọn dẹp, cô nghe đâu có tiếng mèo. Cô ngó ra phía sau lỗ thông gió, một con mèo đen đang gặm thứ gì đó trong miệng. Cô nhìn kỹ đó là cái tai người. Cô vội vàng đi lại thì con mèo đen ấy nó nhả cái tai ra mà giọt đi mất. Ý nhặt lên mà đưa vào thớt sái nhỏ, sau đó thả xuống cống thoát nước mà xả nước đi mất. Sau ngôi nhà của Ý, một bóng hình rũ rượi, mái tóc xõa dài đang đứng trước mặt của con mèo đen. Con mèo mới phóng được ra ngoài thì đã bị cái bóng mờ ảo tránh ngang đường. Nó đưa đôi bàn tay đen nhẽm đầy những vết xước đang rỉ máu mà dán lấy mái tóc rối bời của mình. Sau đó khuôn mặt kinh khủng chỉ về hướng con mèo. Tại sao mày lại giúp nó? Con mèo đen bắt đầu mở miệng. Nó không kêu tiếng của động vật, mà nó lại nói tiếng người. Giọng nói của nó ồm ồm, nghe ghê rợn. Tao sẽ lấy hồn cô ấy đi, nhưng sẽ không phải bây giờ. Tao muốn thấy cô ấy sẽ bị phản bội vì đã không nghe theo lời tao.
Hồn ma của Hằng cười lên ha hả mà nói: chúng mày đúng là lũ ngu dốt, nó giết tao, mày cũng che tội ác cho nó. Tao đợi cho khi tao mạnh lên thì tao sẽ nghiền nát nó ra trăm mảnh, sau đó sẽ đến lượt mày phải chết. Nhưng quả báo đến với mày quá sớm, nó lại điên rồ giết chết mày. Vậy tại sao mày không thù hận nó? Tại sao mày không bóp chết nó? Con mèo đen ngồi xuống, hai chân trước của có để lên đùi mà đáp: vì tao yêu nó, mặc dù nó có đối xử tệ bạc với tao, tao cũng sẽ không tha cho nó. Nhưng tao sẽ đợi đến lúc thằng Quy bỏ nó, tao sẽ đến lấy mạng nó đi cùng tao. Nếu sống không có duyên nợ thì nhất quyết khi chết hai chúng tao phải là của nhau. Hằng lúc này đổi thành bộ dáng con người bình thường, cô tức giận, ánh mắt đen sâu quắc mà nhìn vào ngôi nhà mà nói: là từng lát thịt nó thái vào trong bát bún cho người ta thưởng thức thịt của tao. Nhân cơ hội tao cho người ta biết bộ mặt của nó, cho anh Huy biết con quỷ sống đó nó ác nhân thế nào. Vậy mà mày lại cản trở tao giúp nó. Đồ khốn nạn, sẽ có một ngày tao nhai sống nó và nuốt hồn phách của mày. Đợi đó, Hằng nói rồi tan biến mất trong làn khói của ống khói nhà Ý. Con mèo đen là linh hồn của Tú vẫn đứng yên đó, nó đưa mắt nhìn vào lỗ thông gió. Nó thấy Ý đang thái từng miếng thịt của chính thân thể mình mà lòng đau đớn. Ngày mà Tú bị chính Ý giết, Tú đã định trở về mà cướp đi linh hồn của Ý để bắt cô xuống hầu hạ cho mình. Nhưng rồi khi nghĩ đến chính mình đã bày mưu để Hằng và Quy sa bẫy tình với nhau làm cho Ý đau khổ thì anh thấy rằng mình cũng có lỗi, và anh chính là chiếc thuyền đưa đẩy Ý ra ngoài khơi cho sóng đánh, để cô trở thành tên sát nhân như thế. Nên anh do dự mà muốn người mình thương được sống tiếp. Nhưng khi biết Hằng sẽ không tha cho Ý thì anh quyết tâm sẽ bắt hồn Ý và sẽ về ở với mình mãi mãi. Và điều đầu tiên anh làm đó là phải tiêu diệt Hằng thì anh và Ý mới sống hạnh phúc bên nhau được. Thế là một kế hoạch mới tinh lại được vạch ra, một cái đầu mưu mô lại suy nghĩ ra một chuyện hết sức kinh khủng. Hôm nay Huy đến nhà và báo cho Ý biết rằng vài ngày nữa anh sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Ý cũng vui vẻ mà đi sắm sửa, chao chuốt lại bản thân mình để chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu. Thịt của Hằng đã hết nên Ý tiếp tục lấy đến thịt của Tú mà mang ra bán. Mọi người cũng khen tới tấp vì họ nhận xét không có cái quán nào thịt ngon như quán của Ý bán. Huy vẫn như thế, anh vẫn đi làm công ty đều đặn. Nay phòng anh có thêm nhân viên mới vì là trưởng phòng nên anh có trách nhiệm quan tâm và hỏi han đến cô nhân viên mới. Tối hôm đó, phòng anh tan ca muộn, nay anh có hẹn đi ăn và xem phim với người yêu của mình. Lấy xe ra khỏi tầng hầm của công ty thì anh thấy cô nhân viên mới đang đi bộ lững thững về. Thế xe em đâu mà phải đi bộ thế? Huy chạy đến và hỏi thăm cô bé ấy. Cô bé tên là Thi, cô trả lời với vẻ mặt buồn rầu: xe em bị hư mới đem qua bên kia sửa, em đợi mãi không thấy taxi nào cả. Thi nói rồi nhìn về phía xe của Huy. Huy thấy vậy liền nói: thôi lên xe anh đưa về. Thi hơi ngại, cô vẫn đứng đó mà nói: cảm ơn anh, thôi em đợi xe được mà, anh về đi kẻo chị nhà đợi. Huy mỉm cười: anh làm gì đã có chị nhà mà đợi hả em? Em lên xe, anh đưa về. Trên đường đi, Huy hỏi Thi là có đói hay không. Nhận được câu trả lời là có nên Huy mới mạnh dạn mà đưa Thi đi ăn tối. Cái tính trăng qua nó quen rồi, nên Huy mặc kệ điện thoại réo hàng chục cuộc điện thoại, anh vẫn mặc kệ mà cười nói vui vẻ với Thi. Ăn uống no say thì Huy đưa Thi về. Cô ở trọ một mình, bố mẹ dưới quê nhà cho nên cô rất cần một người để quan tâm chăm sóc. Đấy là những gì Thi tâm sự với Huy. Anh cũng chỉ quen biết cô đúng có ngày hôm nay nhưng anh thấy cô lại hợp với mình như thế. Huy về nhà, anh thấy Ý đang đứng trước cửa nhà mình. Cô ấy đi đến mà to tiếng: anh làm gì mà em điện cho anh chục cuộc điện thoại anh vẫn không nghe. Huy không thích sự to tiếng của Ý. Mỗi lần cô ta giận dỗi sẽ mất kiểm soát và đưa ra những lời rất khó nghe. Lấy một vài lý do ở công ty, Ý không nghi ngờ mà bỏ qua. Cô cùng vào nhà anh để thân mật bên anh, sau đó ngủ lại rồi sáng mai mới ra về. Ngày hôm sau cũng như bao ngày khác, Ý thì vẫn tiếp tục quán ăn. Cô chú ý nhiều hơn về thức ăn cho khách. Cô sợ sẽ phải bị phát hiện bí mật động trời của cô.
Huy vẫn dậy, sau giờ làm việc anh thấy Thi vội vã ra về. Cho dù trưa nay lúc ăn cơm, anh và cô nói chuyện rất thân mật, nhưng chiều nay anh cảm thấy cô lơ đãng anh và không muốn đụng mặt anh thì phải. Anh cũng không gặp cô nên cũng về, định bụng sẽ đến nhà của Ý để đưa cô đi ăn chuộc lỗi. Nhưng khi vừa tắm rửa xong thì điện thoại của anh vang lên. Là Thi gọi, giọng cô như đang say xỉn lắm mà gọi cho Huy đến đưa cô về nhà. Huy đến một quán bar, thấy Thi say khất gục trên bàn, anh tính tiền rồi đưa cô về nhà. Lấy chìa khóa mở cửa mà đưa Thi vào. Đặt cô xuống giường, định đắp cho cô cái chăn, nhưng anh bỗng giật mình vì người Thi lúc này co giật dữ dội. Nếu như có một pháp sư ở đây thì họ sẽ thấy một cái bóng mờ mờ vừa bay nhập vào thân thể của Thi khiến cả người cô co giật, mềm rũ đi. Sau đó Thi lại giật bắn người mở mắt mà nhìn Huy. Thi bất ngờ ôm chặt lấy anh mà nói trong nghẹn ngào. Anh đừng đi, ở lại với em đi. Huy muốn kéo tay Thi ra, mặc dù anh rất thích nhưng cũng chỉ là mới quen mà thôi, anh không mơ tưởng đến chuyện khác. Nhưng Thi đã đặt lên môi anh một nụ hôn nồng ấm mà nói. Mẹ em nói muốn em về quê lấy chồng, nhưng em đã có người em thương mất rồi. Anh Huy, em thương anh. Huy quá bất ngờ, anh không nói được gì mà chỉ trơ mắt ra nhìn Thi. Cô dựa vào ngực anh mà thủ thỉ. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, em đã thương anh. Người em muốn lấy chỉ có anh thôi. Nụ cười nhếch mép ma mị trong ngực của Huy mà anh không thể nhìn thấy. Ánh mắt của Thi đảo lia lịa mà đưa tay cởi từng cúc áo của Huy. Huy vẫn còn lý trí, anh nắm lấy tay của Thi lại mà nói. Anh xin lỗi, anh đã có người yêu, bọn anh sắp kết hôn. Vẻ mặt Thi bỗng trở nên không vui, cô ngước lên mà thổi một hơi vào mặt của Huy khiến ánh mắt anh lờ đờ, vẻ mặt anh si ngốc. Lúc này trong đầu óc của Thi vang lên âm thanh cười ha hả, cô điên cuồng mà hôn lấy Huy ngấu nghiến, làm cho anh cũng không kiềm chế được mà đè giật cô ra. Sau khi đã xong, Huy mệt nhoài mà ngủ luôn ở giường Thi. Cô lấy điện thoại anh mở ra mà phì cười khi đọc được những tin nhắn đau khổ của Ý. Cô nằm cạnh Huy, ăn mặc thiếu giải mà chụp tấm hình thân mật gửi cho Ý. Sau đó đắc ý mà khóa máy điện thoại, nằm bên cạnh Huy, vẫn không quên nở một nụ cười ma mị với anh rồi người giật giật lên vài cái sau đó thiếp không còn biết gì cả. Sáng hôm sau khi Huy thức dậy, anh thấy Thi đang nằm cạnh mình rất thân mật. Nhớ lại mọi chuyện anh liền đánh thức Thi dậy, nhưng cô có vẻ hơi ngơ ngác không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Sáng nay ra chỉ biết rằng tối qua mình và Huy đã có giây phút thân mật. Cô được HUY đưa đi ăn sáng và đưa đến công ty làm việc. Hai người không ai nhắc đến chuyện mạnh nồng đêm qua, chỉ nhìn nhau mà lại thân mật nói chuyện như ngày hôm trước vậy. Chắc bởi vì hai người đã có tình cảm thật sự với nhau nên chuyện yêu đương ấy chỉ là bình thường. Xe của Huy vừa đến gần công ty thì anh đã thấy bóng dáng của Ý đứng đó, cô ta đứng chờ anh từ rất lâu rồi. Huy vội dừng xe và nói với Thi anh có việc nên đành đưa cô được đến đây thôi. Sau khi Thi rời đi anh mới chạy đến chỗ của Ý đang đứng. Ý thấy anh thì vội leo lên xe mà yêu cầu anh chở về nhà anh. Huy do dự, nhưng vì tối qua lúc anh thức giấc nửa đêm anh đã kiểm tra điện thoại và biết Thi đã gửi những bức hình nóng cho Ý. Anh biết rằng ngày mai sẽ có cuộc cãi giả đến nảy lửa và anh đã đưa ra lý trí riêng của mình. Ý tức giận mà đi thẳng vào nhà của HUY, cô lớn tiếng. Anh nói đi, con đó là con nào? Huy không trả lời, anh mệt nhoài nằm xuống trên ghế, mặc kệ Ý đang tức điên lên mà quát hỏi. Anh trả lời tôi biết đi, có phải đêm qua anh và nó đã hạnh phúc bên nhau, anh phụ bạc tôi. Anh có biết là đêm qua tôi đã đứng trước nhà anh cả đêm rồi lại đến công ty anh lúc trời còn chưa sáng để đợi chờ anh không? HUY như bỏ ngoài tai những lời nói của Ý, anh im lặng khiến cô càng làm tới. Đồ khốn nạn, anh bảo là sẽ đưa tôi đến ra mắt gia đình anh cơ mà, sao giờ lại? Huy cắt ngang lời. Đủ rồi, sẽ không có cuộc hôn nhân nào ở đây hết. Tôi cảm thấy tôi hết tình cảm với cô rồi, tôi muốn hai ta dừng lại. Ý như điên như dại mà chạy lại ôm chặt lấy Huy. Anh không được rời bỏ tôi. Anh không được đi đâu hết. Tôi làm tất cả mọi chuyện là vì anh.
là vì anh, tôi yêu anh mà không ngại phải làm bất cứ gì. Giờ anh lại nói anh muốn rời ít xa tôi. Sao mà được, sao mà được? Ý như điên như dại mà cười lên, nhưng trong lòng cô nói chua xót đến tột cùng. Quỳ nói, ta dừng lại được rồi. Ý như chết lặng, cô chả còn sức mà nói gì, chỉ biết nhìn bóng lưng của người mình yêu đang rời đi. Chỉ có đôi chân của cô là hoạt động. Cô chạy lại, quỳ xuống mà gian xin tình yêu của Huy, nhưng anh vẫn lạnh lùng mà quay bước đi. Ý Lê bước về nhà mà ánh mắt đờ đẫn, ngơ dại. Mày phản bội tao, mày phải chết, mày và nó phải chết. Ý tìm hiểu và biết được nhân viên mới vào làm ở công ty của Huy. Cô tiếp cận làm quen với Thi và nói rằng là em gái của anh Huy, sau đó mời về nhà anh Huy chơi, nhưng thật chất là đưa về nhà mình. Cô cũng móc nối mà nhắn cho Huy tin nhắn là muốn gặp anh lần cuối. Sau khi cho Thi ngủ đi thì Ý chói chặt cô và đưa vào nhà vệ sinh. Huy đến thì Ý mở cửa nói một vài chuyện liên quan đến mối quan hệ của hai người và nói sẽ kết thúc. Huy tin và uống cùng Ý một ly rượu, sau đó anh cũng ngất đi mà không còn biết gì cả. Chỉ khi tỉnh dậy, hai người mới thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh, chân tay bị trói chặt lại, miệng còn bị bịt kín mà không thốt ra được lời nào. Anh mới quen cô ta mà đã ngủ với cô ấy, anh thật là giỏi mà. Ý cười lên ha hả và dỗ đôn đốt vào mặt của Thi, khiến cho Huy phải cựa quậy mà muốn ngăn cản cho Thi. Nhưng điều ấy làm Ý càng điên lên, cô dùng dao mà cứa trên tay của Thi khiến cô ta gào rú trong đau đớn. Máu đỏ tươi cũng từ đó mà trào ra. Nhà vệ sinh khá chật nên Huy dùng sức mà tung người khiến cho Ý ngã nhoài. Cô đau đớn và tức giận chìa dao về phía Huy. Anh có biết con hằng bạn thân của anh không? Người mà anh quý mến ấy. Nó yêu anh thì đúng hơn, nhưng số nó hơi đen khi gặp tôi. Ngày mà anh và nó hẹn hò lén lút sau lưng tôi là ngày nó phải chết. Mặt của Ý thay đổi mà nhìn Thi khiến cho cô sợ hãi nép sau lưng Huy. Ánh mắt trợn không thể to hơn của Ý dành lên vào gân máu màu đỏ dữ tợn. Cô nhìn Thi mà nói tiếp. Giờ đến phiên mày cướp người tao thương, mày cũng phải chết. Thi nghe đến đây thì thét lên dữ dội, òa khóc như mưa. Trong lòng Huy bây giờ kinh tởm người phụ nữ trước mặt mình. Anh không biết phải thế nào để giải thoát. Anh cố gắng để cởi sợi dây trói trên tay nhưng nó quá chắc khiến anh không tài nào thoát được. Ý cười vui vẻ đi đến gỡ cái khăn bịt miệng cho Huy. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn lần cuối. Huy nhỏ nước bọt vào mặt cô mà quát. Đồ chó, cút đi. Mày mà đụng đến Thi tao có chết cũng không tha cho mày. Ý đắc ý mà cười rộ. Ha, 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 mày cũng chết. Lấy gì mà tha cho tao? Huy cười khinh bỉ. Tao chết nhưng con Hằng sẽ về ám mày. Chính Hằng đã về với tao trưa nay và nói mọi chuyện cho tao. Tao đã liên lạc với ông thầy báo mà xin thầy một loại thảo dược để trừ khử lá bùa hộ mệnh trong cơ thể mày. Khi nãy mày đã uống nó trong ly rượu, công an tao cũng đã báo, mày không thoát được đâu con à. Ý đơ ra mà nhìn mặt Huy. Cô tức giận cầm lấy cái ghế gỗ mà phang vào đầu anh lia lịa. Mày nói gì? Mày biết hết rồi sao? Thằng khốn nạn, chết đi, chết đi. Từng cái phang xuống là máu từ đầu của Huy bắn ra ướt cả mặt Thi. Cô sợ quá mà ngất liệm đi, mặc kệ mình có bị phanh thây ra không cũng không cần biết. Ý dứt cái ghế xuống, cô dừng lại vì cảm thấy cả người mình đau nhói. Cô nhìn về phía trần nhà thì giật mình khi bắt gặp Hằng đang đu lơ lửng trên đấy. Ánh mắt cô đỏ lừ lừ mà nhìn Ý mỉm cười. Ý hoảng quá mà giục chạy ùa ra ngoài. Không may cho cô, một chiếc xe tải chở hàng chạy đến mà lao thẳng về phía cô. Tú nhanh như chớp mà kéo lấy hồn phách của Ý bay đi mất. Hằng lúc này chạy ra thì thấy thi thể của Ý nằm đấy không còn hồn phách. Cô tức giận mà phóng lên xe điều khiển xe tải, vì lúc này người tài xế đã hoảng sợ mà phóng xuống xe gọi người dân cầu cứu. Mọi người đều ngạc nhiên khi chiếc xe tải không người cứ di chuyển mà chạy tới rồi lùi lại mà cắn nát bét thân thể của Ý ra thành thịt vụn. Sau đó chiếc xe mới chịu dừng lại mà đứng im như cũ. Mọi người xung quanh hô hào dữ dội, ầm ĩ cả con đường ấy. Linh hồn của Tú bay đi trước, kéo theo hồn thể của Ý mà chạy thoát khỏi Hằng. Hai bên giành cô quyết liệt mà đòi hồn thể của Ý.
nhưng Tú vẫn nhanh hơn, mạnh hơn mà chống lại Hằng. Sau nhiều lần khiêu chiến, Hằng đã thua nên cô cũng không muốn giành lại Ý. Dù gì cô cũng đã giết được Ý và trả được thù. Thịt cô ta còn tan nát ra thành vụn nhỏ dính trên đường, làm cho Hằng cũng thỏa mãn. Tú đưa Ý đến nơi của bệnh viện tâm thần. Huy đang ở đó, anh ngu ngơ khù khờ mà trả giá cho cái cuộc sống ham muốn, trăng hoa của mình. Thi thì may mắn còn sống, cô quay trở về quê phụ giúp bố mẹ và có một người chồng tốt. Chỉ có Ý, Tú và Hằng vẫn cứ lơ đãng, giấc dưỡng mãi như thế.